Ca sĩ Trần Minh Dũng đúng không? Trời ơi, cứu tôi. Một hình hài như thế này mà chị Tá vẫn nỡ lòng gọi em là Trần Minh Dũng. Ôi, em không biết là chiếc clip đó nổi tiếng lắm hả? Chiếc clip đó rất nổi tiếng ạ. Và đang rất nhiều người đã hiểu lầm em là ca sĩ chuyển giới á chị. Nhưng mà bây giờ em không biết phải gỡ gạc làm sao để nói là em là con gái thiệt. Dạ, ngày hôm nay nữ ca sĩ con gái thiệt Mi Ra Trần xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem radio của VOH và chị Tám Sài Gòn Kim Thanh. Dũng có biết là trời khi mình Dũng đang... nào chị ca sĩ Mai Tiến Dũng có biết là khi mà Kim Thanh vừa gõ chữ TikTok chữ Mi ra thì nó ra cái thứ hai, đầu tiên là Mi Ra Trần, thứ hai là Mi Ra Trần chuyển giới. Em khổ quá đó. Cũng như em kể với chị là ngày hôm đó là cũng là với chị Tám Sài Gòn luôn, là fan của em gọi và nói gọi kêu em là Trần Minh Dũng, là tại vì hồi trước á là khi mà em vừa mới về Việt Nam chưa có vào The Masked Singer là em có nhận show diễn cho đoàn Lô Tô Tân Thời, tại vì chủ đoàn Lô Tô Tân Thời là chị Lộ Lộ, là bạn của mẹ em. Sau đó xoay em giúp nhận cái show đấy em diễn, và sau đó là có một cái bạn không biết là ai và bạn vào cái poster của em trên Facebook đoàn Lô Tô Tân Thời á, bạn ghi là anh này hồi đó tên Trần Minh Dũng ở gần nhà tôi nè. Và mọi người và em kể cái chuyện này ra cho mọi người nghe, và cũng cùng một cái lần đó là em ra môi chạm môi là fan em gọi lên giao lưu, và thành ra là em mới chạm cho Tám là đó Trần Minh Dũng là tên của em trước khi chuyển giới đó chị. Mà rốt cuộc là, và em kể là câu chuyện đó mà mọi người đang xem clip ở đầu clip á, mọi người lại nghĩ là tên em là Trần Minh Dũng thiệt. Tức là mặc dù mình nghe là mình hiểu là Mira đang nói troll á, là đang troll Việt Nam, đang troll Việt Nam. Là troll dữ chưa? Hay không, hay là giờ kiểm tra lại được không? Thì mà không hiểu, tức là mình nghe theo ngôn ngữ bình thường mình vẫn hiểu đó là bạn nói là một cái sự cố cho nên là fan chọc bạn tên đó luôn. Nhưng mà không hiểu nha, ở dưới hầu hết là phải 70% comment là nói là ủa sao nhìn Mira giống nữ thật mà. Không không không, cái mà không em là cũng là một trong những người nói lúc đầu tiên bị hoài nghi nha, anh có coi cái clip đó xin hỏi chứ. Ủa thì cuối cùng là sao ta? Sao em cũng hoài nghi nữa? Thì đâu có biết, thật sự mà đâu có biết được. Bây giờ khổ cái quá. Mình đâu có biết đâu. Hôm nay giờ tự nhiên em nói lại làm chi, làm anh cũng bị phản mang lại rồi đó, thấy chưa? Đó là không phải ai mình cũng có thể chứng minh được anh Dũng à. Rồi sau người ta còn khen là tại sao một người chuyển giới như Mira Trần mà lại có giọng nói rất là nữ tính và kiểu cách lại như thế. Tất cả mọi thứ đều nữ tính, sao hay quá ta, chuyển giới ở đâu rồi này kia, người ta hỏi nhiều lắm luôn. Em cười đau bụng.